đây này. Thế là bởi vì cái này khi tôi lên ở ở trên Hà Giang ấy, thế là tôi chia sẻ thông tin kiến thức cho các bác ở trên đó. Thế các bác ấy tặng cho cái cây này. Cái này là cây cái này đấy. Không, cái này. Cái này cái sơn đậu can. Sơn đậu can. Nghe danh chưa? Nghe danh chưa? Nghe nhiều, trung y dùng nhiều mà. Nó là bổ đắng, rồi bệnh đường ruột. Sơn đậu can. Đấy, có mỗi cây gì nó lèo khèo cái này đấy. Sơn đậu can hiện nay là mình trồng là để lấy cao và lấy bột dược liệu là chỉ có những xuất Mỹ thôi. Trung Quốc không nhập của mình. Hiện nay là nó bán khoảng độ hơn 1 triệu đồng một cân khô ấy. Hiện nay. Bây giờ Mỹ nó đặt